5 tháng 9, Bộ Công an quy định rõ các trường hợp cảnh sát giao thông được hóa trang, mặc thường phục, xử lý vi phạm giao thông trong thông tư 32 mới đây. Cụ thể, Bộ Công an đã có thông tư 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó, tại Điều 16 thông tư 32/2023/TT-BCA, quy định cán bộ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau. Thứ nhất, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thứ hai, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch, tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Thứ ba, có văn bản đề nghị của Thủ tướng, Phó Thủ tướng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp. Thứ tư, có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như vậy, không có hành vi vi phạm giao thông, cảnh sát giao thông vẫn có thể dừng xe kiểm tra. So với quy định hiện hành, thông tư đã bổ sung trường hợp có thể dừng xe để kiểm soát phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. Việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông phải bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện giao thông, phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nếu có theo quy định. Thông tư cũng quy định rõ quyền hạn của cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát. Theo đó, cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Kiểm soát người và phương tiện giao thông, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật. Kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn vận tải đường bộ. Cảnh sát giao thông được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định. Cảnh sát giao thông được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông có trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, cán bộ, cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó theo quy định của Luật Công an Nhân dân. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông được trang bị, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện kỹ thuật khác theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi bổ sung năm 2000, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quy định khác của pháp luật có liên quan và của Bộ Công an. Người đi xe cũng cần biết những giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng xe theo quy định tại khoản 2, điều 12 của thông tư số 32 khi cảnh sát giao thông được kiểm tra giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông khi dừng xe, bao gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực, giấy đăng ký xe kèm bản gốc, giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định, sau đây gọi chung là giấy tờ.
Ngoài ra, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Quy trình tiến hành kiểm tra khi dừng xe theo trình tự như sau. Khi phương tiện giao thông cần kiểm soát đã dừng vào vị trí theo hướng dẫn, cán bộ cảnh sát giao thông được phân công làm nhiệm vụ kiểm soát đứng ở vị trí phù hợp, an toàn và thực hiện như sau. Đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện. Thực hiện chào theo điều lệnh công an nhân dân, trừ trường hợp biết trước người đó có thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnh truy nã. Khi tiếp xúc với người có hành vi vi phạm pháp luật, cán bộ cảnh sát giao thông phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử đúng mực. Thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong tài khoản định danh điện tử theo quy định tại điểm A, khoản 2, điều 12 thông tư này để kiểm soát. Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ thì kiểm tra, đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó. Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử thì kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử. Quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các trường hợp vi phạm cần phải xác minh về giấy tờ thì đề nghị xuất trình các giấy tờ đó để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm soát các nội dung theo quy định tại khoản 2, điều 12 thông tư này. Đối với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, phương tiện giao thông chở người có kích thước tương đương với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên phải trực tiếp lên khoang chở người để thực hiện kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát. Kết thúc kiểm soát, cán bộ cảnh sát giao thông báo cáo tổ trưởng về kết quả kiểm soát, thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết kết quả kiểm soát hành vi vi phạm nếu có và biện pháp xử lý. Khi có căn cứ cho rằng những người tham gia giao thông, phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật, phương tiện, tài liệu được sử dụng để vi phạm hành chính thì được khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Thông tư 32/2023 TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, thay thế thông tư 65/2020 TT-BCA trước đây.